Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Trang Địa Phương do Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Bá Thước thực hiện. Những nội dung sẽ phát trong chương trình hôm nay. Bá Thước chú trọng phát triển sản phẩm OCOP. Phát triển du lịch sinh thái cộng đồng tạo việc làm cho hàng trăm lao động nông thôn miền núi Bá Thước. Sau đây là nội dung chi tiết. Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, thời gian qua, huyện Bá Thước đã chú trọng phát triển các sản phẩm mang đặc trưng lợi thế của từng địa phương, góp phần mở ra nhiều cơ hội liên kết trong xây dựng chuỗi sản xuất để phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn theo hướng bền vững. Cuối năm 2020, công ty trách nhiệm hạn Pù Luông Cuisine được thành lập nhằm thu mua giới thiệu những sản phẩm độc đáo của địa phương, đặc biệt là sản xuất các chế phẩm từ quýt hòi. Bên cạnh vỏ làm trà, nước quýt cũng được sử dụng làm siro trị ho, cảm cúm, tăng sức đề kháng. Bã quýt và những quả không đạt tiêu chuẩn được chế biến thành các sản phẩm tẩy rửa hoàn toàn từ thiên nhiên. Các sản phẩm khi đưa ra thị trường đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ người tiêu dùng. Đặc biệt, sản phẩm trà quýt hoi đã được công ty trách nhiệm hạn Pù Luông Cuisine lựa chọn xây dựng thành công sản phẩm OCOP năm 2022. Nhu cầu của du khách, trong đó có khách quốc tế, đối với các sản phẩm ẩm thực mang đậm bản sắc văn hóa vùng cao rất lớn. Và nắm bắt được nhu cầu trên của du khách thì các thành viên trong gia đình tôi đã nghiên cứu các sản phẩm từ cây quýt hoi, và từ đó năm 2020, công ty trách nhiệm hữu hạn Pù Luông Cuisine được thành lập để chuyên phát triển các sản phẩm từ cây quýt hoi. Và sản phẩm từ sau khi được ra mắt thì đã được đông đảo khách hàng ủng hộ rất nhiều. Ngoài ra thì chúng tôi cũng mong muốn rằng có thể mở rộng được vùng nguyên liệu trồng cây quýt để có thể đáp ứng được nhu cầu ngày càng lớn của khách hàng trong thời gian tới. Hiện nay huyện Bá Thước có 10 sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao, tập trung vào các sản phẩm thế mạnh của địa phương như mật ong rừng Pù Luông, lạp xưởng và khâu nhục họ Hoàng, gạo nếp cú Mắc Cải, khăn thổ cẩm Mường Khoảng, vịt cổ lũng Tuấn Anh, bánh nhãn Dung Trị, trà quýt hoi, đũa tre Rầm Tám. Theo kế hoạch, năm 2024, toàn huyện phấn đấu đạt thêm 3 sản phẩm OCOP trở lên. Để xây dựng thành công các sản phẩm OCOP, huyện Bá Thước đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa các chính sách ưu việt đến gần hơn với người dân, thực hiện hiệu quả các chương trình hỗ trợ các đối tượng, chủ thể tham gia chương trình OCOP, mở rộng quy mô sản xuất và kinh doanh đối với các hợp tác xã, doanh nghiệp có điều kiện và năng lực đưa vào sản xuất các sản phẩm mới trên cơ sở phát huy lợi thế sản phẩm, khai thác tối đa điều kiện đất đai, cơ sở vật chất, nhân lực, nguyên liệu theo nhu cầu thị trường. Phòng sẽ tập trung hướng dẫn các xã, các chủ thể thực hiện các chu trình của chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. Song song với đấy sẽ tiến hành các cái quy trình để thẩm tra, thẩm định và công nhận các cái sản phẩm OCOP cấp huyện rồi cấp tỉnh. Phấn đấu trong cái năm 2024, toàn huyện sẽ có thêm ít nhất là 3 sản phẩm OCOP. Chương trình OCOP ở huyện Bá Thước đang tạo làn gió mới cho kinh tế nông thôn, nâng cao trách nhiệm năng lực của các chủ thể, nhất là các cá nhân doanh nghiệp trong tổ chức sản xuất, quảng bá mở rộng thị trường, đồng thời góp phần quan trọng trong thay đổi nếp nghĩ, cách làm truyền thống, nâng cao giá trị sản phẩm của người dân. Những năm gần đây, huyện miền núi Bá Thước đã phát huy tiềm năng lợi thế về cảnh quan, bản sắc văn hóa, thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển du lịch sinh thái cộng đồng ở khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông. Nhờ phát triển du lịch đã tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống cho hàng trăm lao động địa phương. Khu nghỉ dưỡng Ebino Resort and Spa Pù Luông ở bản Đôn, xã Thành Lâm, huyện Bá Thước đi vào hoạt động năm 2021, được thiết kế xây dựng theo lối kiến trúc nhà sàn cách tân và các bungalow gần gũi, hài hòa với thiên nhiên. Hiện nay, Ebino Resort and Spa Pù Luông có một nhà sàn cộng đồng, 10 bungalow, 8 phòng. Trung bình mỗi năm đón 4.800 lượt khách, trong đó 12% là khách quốc tế. Riêng năm 2023, khu nghỉ dưỡng Ebino Resort and Spa Pù Luông đã đón gần 4.700 lượt khách đến nghỉ dưỡng, chủ yếu là khách du lịch trong nước. Khu nghỉ dưỡng đang tạo việc làm ổn định thường xuyên cho 28 lao động địa phương với mức thu nhập từ 5 đến 6 triệu đồng một người một tháng. Hầu hết nhân viên làm việc ở đây đều được đào tạo cơ bản về kỹ năng đón tiếp khách, hướng dẫn khách tham quan trải nghiệm và tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ, phục vụ khách một cách văn minh, chuyên nghiệp. Khi mà nhân viên được đào tạo, được học tập, được thực hành tại Ebido thì chúng tôi có
mời bên thứ ba. Đấy, đó là một công ty chuyên về đào tạo nghiệp vụ du lịch cho nhân viên, ví dụ như là ngoại ngữ, bàn, buồng, ba, bếp, để nhân viên được học, được thực tập, được chuyên định tại chỗ. Và sau đó đó là nhân viên được ký hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm. Tiếp theo là lương, phần lương và thưởng thì ăn theo chế độ đãi ngộ của tập đoàn Việt Nhật. Đấy, chúng tôi tạo điều kiện, mọi điều kiện để cho nhân viên địa phương bản địa là có công ăn việc làm ổn định. Tôi là nhân viên bản địa ở đây được Ebino tuyển dụng vào từ những ngày đầu mới bắt đầu hoạt động. Vào đây mỗi bộ phận sẽ được đào tạo và các nghiệp vụ riêng, như lễ tân sẽ được đào tạo ngoại ngữ và phần mềm chuyên biệt dành riêng cho khách sạn, như nhà hàng thì sẽ được đào tạo về pha chế, về cũng được đào tạo ngoại ngữ để phục vụ cho khách Âu. Cũng như thế, tương tự như thế, các bộ phận buồng và bếp cũng sẽ được đào tạo. Chúng tôi rất an tâm để có thể làm việc và cống hiến ở đây ạ. Bản Đôn, xã Thành Lâm hiện có 160 hộ dân. Trước kia, nhiều hộ gia đình trong bản chỉ xoay quanh hoạt động sản xuất nông nghiệp, nhưng manh muốn nhỏ lẻ nên đời sống rất khó khăn, phần lớn lao động phải đi làm ăn xa. Trong 5 năm trở lại đây, được sự quan tâm hỗ trợ của huyện, nhiều hộ dân Bản Đôn đã sửa sang, nâng cấp nhà sàn để làm du lịch sinh thái cộng đồng. Hiện cả bản có 20 hộ gia đình trực tiếp kinh doanh phục vụ ăn nghỉ cho khách du lịch, với doanh thu trung bình mỗi năm khoảng 250 triệu đồng. Nhờ phát triển du lịch, cuộc sống của người dân nơi đây đã thay đổi rõ rệt khi vừa có công việc để làm, vừa có thêm nguồn thu nhập mới ổn định. Gia đình tôi làm du lịch từ năm 2017. Hiện nay tôi có 2 nhà sàn và 16 phòng bungalow. Mỗi năm tạo việc làm thường xuyên cho 10 đến 15 lao động địa phương, thu nhập mỗi lao động từ 6 đến 8 triệu đồng trên tháng. Sau khi được Ủy ban dân tỉnh phê duyệt đề án phát triển du lịch cộng đồng huyện Bá Thước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, huyện Bá Thước xác định đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân. Để thực hiện được mục tiêu đó, huyện đã đẩy mạnh xúc tiến, thu hút đầu tư một số khu điểm du lịch có quy mô để tạo ra những sản phẩm du lịch đa dạng, mang đậm bản sắc văn hóa. Điển hình như khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông, Bản Đôn, xã Thành Lâm, bản Kho Mường, xã Thành Sơn, khu du lịch Son Bá Mười, xã Lũng Cao đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. Khách du lịch đến đây được lưu trú tại các homestay và một số khu nghỉ dưỡng do doanh nghiệp đầu tư, như khu nghỉ dưỡng Ebino Resort and Spa Pù Luông, Pù Luông Resort, Pù Luông Eco Garden, Pù Luông Tree House, Pù Luông Home, Pù Luông Natura, Pù Luông Casa Resort, với tổng mức đầu tư hàng trăm tỷ đồng. Cùng với đó, huyện Bá Thước huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình giao thông, chỉnh trang cảnh quan môi trường, phối hợp với các công ty doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch kích cầu, xúc tiến quảng bá du lịch, xây dựng làm mới và phát triển đa dạng nhiều sản phẩm du lịch độc đáo, chú trọng khôi phục các sinh hoạt văn hóa dân tộc, phát triển các ngành nghề truyền thống để phục vụ du khách. Hiện nay, khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông, huyện Bá Thước có 93 cơ sở lưu trú, tập trung ở các xã Thành Lâm, Thành Sơn, Cổ Lũng, với 119 nhà sàn, 168 bungalow, 258 buồng phòng, 936 giường, công suất đón trên 2.800 lượt khách một ngày đêm. Năm 2023, toàn huyện đón được 130.500 lượt khách du lịch, trong đó có 18.000 lượt khách quốc tế, 112.000 lượt khách trong nước, với tổng doanh thu từ hoạt động du lịch khoảng 220 tỷ đồng. Ngoài ra, du lịch cộng đồng đã giải quyết việc làm thường xuyên cho 420 lao động địa phương, hơn 300 lao động bản địa làm việc bán thời gian trong mùa du lịch, với mức thu nhập từ 5 đến 6 triệu đồng một người một tháng. Phòng văn hóa đang tham mưu cho huyện tập trung về cái việc tư vấn hướng nghiệp cho các em sau khi kết thúc chương trình trung học ở phổ thông ấy, thì sẽ tham gia thi vào các cái trường trung cấp, cao đẳng hay đại học có các cái chuyên ngành du lịch để khi mà rời xong chương trình đào tạo sẽ về làm việc tại địa phương. Các loại hình du lịch sinh thái cộng đồng đang phát triển ở Pù Luông ngày càng thu hút lượng lớn du khách đến tham quan lưu trú nghỉ dưỡng. Tin rằng với sự quan tâm của các ngành các cấp trong việc đào tạo bồi dưỡng, tập huấn nguồn nhân lực địa phương có chất lượng sẽ đáp ứng nhu cầu nhân lực của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh du lịch. Từ đó cải thiện phát triển nguồn nhân lực tại chỗ, đáp ứng mục tiêu phát triển du lịch cộng đồng ở Pù Luông một cách chuyên nghiệp bền vững, tạo thêm việc làm và thu nhập ổn định cho lao động địa phương.
Chương trình Trang địa phương hôm nay sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi thông tin đến chương trình và đóng góp xin được gửi về theo địa chỉ Phòng biên tập thông tin điện tử Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Đại lộ Hùng Vương, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa. Email btct.ttva@gmail.com. Xin được cảm ơn và kính chào tạm biệt.